Ê thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em. Hắn có nghe những nói trong em còn chưa tách quen. Em tìm điều gì khi mà lên xuống. Bên em là ai? Mình kệ và làm những gì mình muốn. Không mình là ai? Xa dẫu lên kia vẫn rơi kiếm về người mới. Hắn có con yêu vẫn kiên tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà lên xuống. Bên em là ai? Làm sao thật thật mình đang muốn gì? Không mình là ai? Em à, anh muốn. Em hãy quên hết nỗi buồn. Hôm đó, quên cái cặp em đã tình. Ôm nó, em cứ đến bên anh ta thích thường cho đẹp đáng lo. Nghe người ta kể em bị chiêu lắm, sao em đang nói không có thiệt buồn. Nghe người ta nói thương em nhiều lắm, mà lúc em mình không biết gì luôn. Anh ta lúc ban đầu có vậy đâu, có bao giờ nói phải đâu. Uống say rồi tới quậy, em đâu muốn yêu người như vậy đâu. Đứng giữa đèn đỏ anh dám la to, có yêu em không nó cũng chả rõ. Nếu em là vị chân không ca lo, thì anh dám thề như luôn cả vỏ. Anh nhớ lần trước mà em gọi anh, em cũng dữ lắm mới tình quen đó. Hắn ta xin em là một tội danh, anh yêu tất cả những gì em có. Nói nhắn tin nhưng nỉ, mà em không thèm xem. Có khi nên hoan hỉ, nhưng mà lần trước mấy đôi em. Anh ta phớt lờ em, anh không phớt lờ em. Anh ta phớt lờ em, để anh lắp tiếng em.